bảo kim đai theo dòng nước, chuông từ mõ trúc vọng trần không. Phật pháp vô biên, tâm vô lượng, Bồ đề thơm ngát nở, tỏa mười phương. Ở đời mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi dặm đường xa, xa gì gió sương lòng quê, sống đời vẫn tăng nước Nam có một phần đà, sáng danh phần nào tâm đàn lá đà. Phật hoàng trần nhân sáng ngời Đông Á, Việt Nam năm châu rạng rỡ tiền đồng. Phật hoàng trần nhân tôn, cởi áo long bào nắm thương dân khó nghèo, hội nghị bình an diên hồng quyết chiến, lấy trí dung tâm mà thay cường bào, đại hùng từ bi chiến thắng hung tàn. Phật hoàng trần nhân tôn, một túi thiên thanh trúc hiền ươm nắng, một gánh giang sơn hoa ngát hương trầm.
Phật Hoàng chân nhân tôn. Áo máu kim đài theo dòng nước vô thường, đường về thiên môn trắng vàng chiếu sáng. Nâng bước chân sen đường mây rộng mở, lồng lộng trời cao lắng tiếng chuông từ. Nhân tôn một túi thiên thành trúc thiền ươm nắng, một gánh giang sơn hoa ngát hương trầm. Phật Hoàng chân nhân tôn, áo máu kim đài theo dòng nước vô thường, đường về thiên môn trắng vàng chiếu sáng. Nâng bước chân sen đường mây rộng mở, lồng lộng trời cao lắng tiếng chuông từ. Phật Hoàng chân nhân tôn, Nam Mô Đấu Thắng Vương Như Lai, Phật Đà Việt Nam. Phật Hoàng chân nhân tôn, Nam Mô Đấu Thắng Vương Như Lai, Phật Đà Việt Nam. Chân nhân tôn, Phật Hoàng chân nhân tôn, Phật Hoàng chân nhân tôn. Thấy rằng cái tấm màn thần bí che phủ cả đời của Tổ Huyền Quang đó làm cho mình nó không được vui. Điều thứ hai là cái bản tổ giao thực lục, theo cái nhận xét riêng tôi thì đọc sách này
có lẽ người trong gia tộc biên lại, chứ không phải là một đệ tử kế thừa ghi cái ngữ luật của thầy. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Đó là điểm thứ ba. Nếu là đệ tử được kế thừa mà viết ngữ luật của thầy thì phải có đủ những cái điều kiện. Một là phải ghi ngày xuất gia, lúc nào, với ai và lý do ngộ đạo. Hai là phải ghi lại những cái lời đối đáp của những người học đạo hay là thiền khách hỏi và những lời giải chúng của ngài. Ba là phải ghi lại chỗ được truyền, ngài được truyền tâm ấn hay là ngài đã truyền tâm ấn cho ai khi ngài già. Thứ tư là phải ghi khi ngài tịch có để lại kệ tụng hay không có để kệ tụng, thì cái trạng thái lúc tịch như thế nào. Thì như vậy với đủ tư cách là một bản ngữ luật ghi lại đời của một vị thầy, một vị thiền sư, hơn nữa là vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng mà bốn điều kiện này không có ghi rõ ràng ở trong cái bản tổ gia thực luật. Cho đó, cho nên làm cho chúng ta thấy cái bản này không phải là một người được truyền thừa để ghi lại ngữ luật của thầy. Vì vậy mà bản này nó đáng được tin cậy, là tin cậy ở cái chỗ gia tộc ghi ở trong gia tộc như thế nào, từ trên đến dưới rất rõ. Và những cái sự việc xảy ra không quan trọng là ghi rất là đầy đủ, còn những cái đòi hỏi trong đạo là không có. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là buồn, không có đủ tư cách để mà giải rõ cho tất cả cái người sau học hiểu được cái tinh thần ngộ đạo của ngài, cũng như cái tinh thần truyền bá chánh pháp của ngài như thế nào, chúng ta không thấy rõ. Đó là cái chỗ mà tôi thấy sở dĩ trong cái bài chúng ta học hôm nay chúng tôi không có một bề theo cái bản tổ gia thực luật, mà tôi gom chỗ này chỗ nọ để cho nó có những cái căn bản. Nhưng mà khi gom lại thì có những cái chỗ chúng ta phải nhặt ngay ở trong cái tổ gia thực luật mà lại có những cái mâu thuẫn, thì khi giảng tới đó thì chúng tôi sẽ chỉ cho tất cả quý vị thấy. Đây, đó là tôi nói tổng quát về cái quyển tổ gia thực luật mà tất cả những vị viết sử về tổ Huyền Quang đều lấy đó làm căn cứ. Ở đây cái phần đầu là tôi cũng thi cứ theo cái bản tổ gia thực luật. Sư tên Lý Đạo Tái, ở chỗ khác để là Lý Tái Đạo. Sanh năm Giáp Dần 1254 ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ dòng dõi Quan Liêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc chiêm thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa, tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên,
mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông vầy, kim cang long thành chật ních. Phật chỉ tôn giả A Nan bảo: ngươi thác sanh là pháp khí cõi đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong vách chùa: nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, huệ địch kiết tường vi ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Dịch nghĩa: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp vạn tâm đầu. Thì như vậy cái đoạn này nói rõ rằng ngài khi sinh ra, ông thầy trụ trì cái chùa gần nhà mộng thấy những cái sự việc đó, là một cái điều mà chúng tôi gọi là y cứ theo cái bản Tổ Gia Thực Luật ghi lại. Thì cái điều này là thầm nói ngài là hiện thân của một vị nào quá khứ. Hiện thân của ngài A Nan quá khứ, là ngài A Nan hồi xưa thì cái tướng tốt không kém Phật, phải không? Mà ngài ra đời thì không có giống. Đó là một cái tôi thấy cũng hơi buồn buồn chút. Đó, rồi đồng thời nghĩa là coi như là cái câu chuyện này nói lên rằng ngài là một vị, nếu không phải là Bồ Tát cũng là A La Hán tái sinh, mà A La Hán không có tái sinh, phải không? Mà ngài A Nan thì tu hành A La Hán là hành Bồ Tát. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng hơi đặt vấn đề. A La Hán thì không có tái sinh, chỉ có Bồ Tát tái sinh thôi. Bởi vậy nên khi đọc cái câu chuyện này thì mình có những cái hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thôi thì xưa ghi thì mình cũng phải nói lại cho đầy đủ chứ không cách nào khác hơn. Rồi đây tôi kể thêm: thuở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời. Chỉ kỳ lạ đây mình có hai cái hiểu. Cái hiểu kỳ lạ là sao? Kỳ lạ là đẹp đẽ phi thường, hay là kỳ lạ là ít giống người? Tức là không có cái sắc diện đẹp như người khác. Vì đó cho nên hai chữ kỳ lạ này hơi khó hiểu một chút. Cha mẹ mến yêu dạy các học thuật, sư học một biết mười, biện tài hiển thánh. Đó. Niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ tiến sĩ, tức là đỗ trạng nguyên. Lúc ấy được 21 tuổi. 21 tuổi đây là tính tuổi Việt đó. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Đó là cái chỗ này nó một nghi vấn nữa. Bởi vì cái sự việc này có chỗ mà nói rằng cái sự định hôn mà hình như là người ta không có ưng thuận, cho nên ngài hơi buồn. Bởi buồn cho nên ngài mới sau này khi đi thi đậu rồi thì được nhà vua định gả công chúa, được cho là ngài từ luôn. Mà theo cái sử thì ghi rằng ngài có than hai câu thơ: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Thì qua cái bài thơ này thì hiểu sao? Thì tức là cái số mà định hôn hình như chưa có được người ta ưng ý.
nhưng mà tới trình độ trạng là thì ai cũng giành gã hết, cho nên nhà từ luôn đó. Thì cái câu chuyện đó thì từ cái đó là mình mới hiểu qua cái gọi là dung nhan hơi kỳ lạ. Nếu mà dung nhan mà phải là đặc biệt đẹp đẽ thì chắc cái chuyện hôn nhân không phải là khó, thấy không? Nhưng mà khó thì tất nhiên nó có cái gì nó ẩn ở trong đó. Thì mình đọc để mà hiểu, thì như vậy mới thấy rằng đối với hai câu thơ này quả là của Ngài, thì đó là cái sự thực, là cái chuyện mà cầu hôn lúc còn chưa có thi đỗ đó, nó hơi khó khăn. Đó là tôi nói cho hiểu chút. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Thì như vậy đó, thì mới ứng với cái câu hồi hiện nãy mình đã đọc. Sư được bổ làm quan ở Hàng Lâm Điện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Thì những cái điều này là những cái lẽ thật. Còn đây là một cái điều mà chúng ta phải dè dặt. Đây là tôi chép theo cái bản, dựa theo cái bản Tổ Giao Thực Lục. Một hôm, sư vua theo vua An Tâm đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, sư chợt tỉnh ngộ, diêm trước, khen ngợi, quý mến, tự than làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì cái câu than này tôi thấy nó cũng là rắc rối nữa. Rắc rối thì sao? Làm quan được lên đảo Bồng, tức là làm quan là sướng như tiên, thấy không? Vòng lai á, vòng lai tiên cảnh. Đắc đạo thì đến Phổ Đà, Phổ Đà Sơn mà nói được đạo lên đó thì nó tầm thường quá. Từ đạo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là quả Phật. Thì như vậy thì cái lối nhìn đó nó cũng chưa có sáng sủa. Chỉ có mấy câu sau là hay. Sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Thì đó là cái nhìn chính xác. Thì tôi sở dĩ nó không có hay như câu trên đó, vì tôi ngờ người ở trong gia tộc ghi mà đó là mấy ông đồ nho, cho nên ghi nó không được hay lắm. Đó là một cái đoạn. Mà cái đoạn này thì có một cái nghi vấn, tức là ở bên này Ngài Nguyễn Lan hay là ông sư Nguyễn Lan, ông nói rằng Ngài Huyền Quang xuất gia sau Ngài Pháp Loa có một năm, mà nói rằng Ngài theo vua Anh Tôn rồi Vĩnh Nghiêm nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh chợt tỉnh ngộ duyên trước. Thì xuất gia sau có một năm mà vậy kia, xuất gia trước một năm mà đâu có mà đi giảng kinh mà tùm lum như vậy. Đó là một cái chuyện mà làm cho chúng ta thấy nó hơi không có ổn. Thì e rằng người viết sở yết thỏng mà viết thì nó không có đã thật. Rồi sư mấy phen danh biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên sau cùng mới cho đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, tức 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm
theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Thì như vậy, ở đây theo Phật giáo Sử Luận, Việt Nam Phật giáo Sử Luận của Nguyễn Lan thì nói rằng năm 1305 là năm đó Ngài Pháp Loa 51 tuổi, Ngài xuất gia theo học với Thiền sư Bảo Pháp ở núi Vũ Ninh, chứ không phải theo Ngài Pháp Loa. Đó. Cho nên cái này là một vấn đề nó không được rõ. Như vậy thì Ngài xuất gia với Thiền sư Bảo Pháp thì nó hợp lý hơn, vì Thiền sư Bảo Pháp là đệ tử lớn của Ngài Điều Ngự, tức là Tổ Trúc Lâm. Còn Ngài Pháp Loa thì mới xuất gia trước Ngài có một năm thì chưa có đủ tư cách làm giảng sư, muốn nữa là đi xuất gia với Ngài Pháp Loa. Cho nên cái điều đó rất là không hợp pháp hay không hợp lý. Bởi vì Ngài Pháp Loa xuất gia năm 1304, thì Ngài Pháp Loa ở Ngài Huyền Quang xuất gia năm 1305, thì có ai xuất gia năm trước năm sau làm giảng sư rồi đi độ ta xuất gia, phải không? Cái đó thì nó không hợp lý. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng trong cái bản Tổ Gia Thực Luật thì kẹt ở những cái điều này, nó không được sáng tỏ. Nhưng mà Ngài Huyền Quang có lẽ là xuất gia với Thiền sư Bảo Pháp đúng hơn, rồi sau đó đi theo Ngài Điều Ngự làm thị giả được 2 năm. Do theo Ngài Điều Ngự cho nên Ngài Điều Ngự mới cho hiệu là Huyền Quang, và dặn dò sau này phải theo Ngài Pháp Loa để mà trợ giúp. Niên hiệu Hưng Lâm thứ 17, 1309, xin theo Hầu Pháp Loa, y theo lời phó chúc của Điều Ngự. Đó là sau khi Điều Ngự tịch rồi, Ngài theo Hầu Pháp Loa đúng như cái lời dạng bảo của Điều Ngự. Cái đoạn năm Đại Thánh thứ tư cho tới tâm kệ, đoạn đó thầy đóng khung lại để đem xuống ở dưới. Thành ra tôi đọc tới Điều Ngự rồi. Vân lệnh, sư vân lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, do sư Đa Văn bác học tinh thâm đạo lý nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên không dưới ngàn người. Thì đó là lúc Ngài